Hôm nay sẵn có hai con xe Đức ở đây cho mình lên top hai con xe Đức cho cả nhà cùng theo dõi. Thì hai con xe này ở trên kênh của mình nó đều đã có video lên hết hai cả nhà. Con này lên tháng trước, còn con Mercedes ở trong là mới lên hôm qua. Thì Mercedes thì mình có hai con, mình bán hết một con thì còn một con lên hôm qua cả nhà. Còn con này là Rise Muller, cũng là một con xe Đức luôn. Đây là hai con xe mà cái đời sản xuất hình như là nó cũng gần như tương tự nhau đó cả nhà. Thì hôm trước mình có nói đó, để hôm nào mà có hai con xe Đức hết để mình lên top 2 cho cả nhà cùng theo dõi. Thì hai con này, một con xe Mercedes ở trong nó thì cái sườn của nó là nhôm không sơn. Còn con Rise Muller này thì là sơn màu bạc đó cả nhà, nó cũng gần như tương tự ha, nhưng mà nếu nhìn kỹ thì nó cũng sẽ có khác biệt. Hai con xe này đều chạy đùm số trong là 7 7 cấp số và đều là hai con xe sử dụng vòng bánh là 26 inch. Cho nên có thể nói đây là hai con xe Đức nhưng mà người Việt Nam chúng ta có thể thoải mái đi tới lui ha cả nhà. Vì vòng bánh 26 inch thôi, cho nên là hầu hết là đều phù hợp chiều cao với nhau hết. Đây, một con thì là xe nhún nhảy, còn con Mercedes ở trong thì là sườn bình thường ha cả nhà. Đây. Con Rise Muller này hôm trước mình có giới thiệu với cả nhà đó, thì cái đặc điểm của con xe này rất là hay, đó chính là khi mà chúng ta muốn thắng cái đùm sau thì chúng ta trả ngược đạp lại thì nó sẽ tự động thắng hay cả nhà. Và một điều đặc biệt nữa đó chính là sợi dây sên thì nó sẽ nằm ở trong cái khung của xe luôn. Vì đây là một điều mà hiếm có chiếc xe nào nó hay làm được hay cả nhà. Đây đó, thay vì ở đây thì chúng ta sẽ thấy thường những con xe khác á, là cái hộp sên hoặc là cọng dây sên rời ở ngoài, giống như là cái dây cura này nè cả nhà, đó nó làm rời ha. Còn cái này là làm âm bên trong, cộng với là khi mà chúng ta thắng thì chúng ta trả ngược số lại, trả ngược bàn đạp lại, cho nên là cái đùm nó sẽ nằm ở phần phía bên đây luôn ha cả nhà. Đây, Rise Muller là một thương hiệu của Đức. Ở thời điểm hiện tại thì nó sẽ bán mấy con xe đạp gấp của thị trường nội địa Nhật cũng rất là đẹp và giá trị đó cả nhà. Và con xe này cũng vậy, rất là hiếm, có thể gọi ở Việt Nam nó cũng đếm trên đầu ngón tay đó cả nhà. Đây. Con này thì niền đùm niền đồ này kia, niền của nó cũng là niền nhôm. À, con này thì nhôm nó có vẻ như là nó sử dụng nhôm trắng hơn so với con mẹt ở trong này cả nhà. Đây ha. Đó, con này thì niền có thể gọi là niền xé gió nè, còn con kia niền nhôm ở trong là niền nhôm bình thường. Con này cũng là câm inox luôn. Và ngôn ngữ thiết kế của nó cũng rất là hay. Một cái cây sườn nè, một cây sườn này nó sẽ chạy dài ra phía sau luôn, nó sẽ làm cái ba ga sau luôn. Còn con mẹt ở trong thì không có hay cả nhà. Cái màu sơn thì cả nhà có thể nhà mình để như vậy để cả nhà có thể cảm nhận được ha. Mercedes ở trong đó thì cây sườn nhôm của nó là không sơn, còn này là màu bạc nè. Đó, dòng của nó là Avenue. Thì dòng này nó sẽ có xe trợ lực luôn nha cả nhà, và chủ yếu con xe này bán thị trường châu Âu, cho nên là chúng ta sẽ ít có bắt gặp ở thị trường khác, ví dụ như Nhật đồ này kia thì cũng có nhưng mà nó ít hay cả nhà. Nói chung là hôm trước cũng may mắn lắm thì mới mua được con xe này, mua ở Tokyo nè, con xe này nè, mua ở Tokyo. Còn con mẹt này hình như là mua ở Hokkaido thì phải đó. Hai cái đùm 7 số nè cả nhà, nó hai cái đùm 7 số Japan hết ha. Đó, thì giống như mình cũng có nói chia sẻ với cả nhà đó, thường những cái đùm 7 số thì gắn trên những con xe cao cấp. Con này nó có một điểm hay, đó chính là nó sẽ có phuộc nhúng như cả nhà, nó phuộc nhúng và cái sườn nó là sườn rời, đây cả nhà thấy nè. Cho nên là khi mà chúng ta đi nó sẽ có cái độ đàn hồi ha cả nhà, cũng rất là hay đây. Đó. Còn cái sườn của Mercedes là sườn liền. Và con này thì mặt trước của mình thì nó cũng sẽ có cái phuộc nhúng luôn, và của Mercedes thì là của Mercedes thì là kiếm mạ chrome. Đó. Con này thì hôm trước mình có giới thiệu rồi, khách đó, là con này 35 triệu hết cả nhà. Còn con mạc này thì là 45 triệu, gần như mới luôn, tức là rất là ít sử dụng, mua về thì không có sử dụng, chỉ có là để là dựng thôi. Theo năm tháng thì nó vẫn còn rất là đẹp hết cả nhà. Đây. Đó. Gần như là không sử dụng luôn á. Ta lông bánh là còn như mới luôn đây, tất cả các chi tiết này cả nhà thấy thế này không?
Con này thì nó cũng giống như con xe kia, con Mercedes, là chính là nó sẽ có cái đèn trước và đèn sau luôn. Đó, hai cái này đúng không? Y rang nhau, hai con xe Đức mà. Con này thì cái đèn hậu phía sau nó nằm ở đây, còn của con Mẹt thì nó nằm một bên hết cả nhà. À, nằm một bên. Đây. Ngôn ngữ thiết kế rất là hay ha. Ok. Chỉ cần một cái cây ở ngoài sau, ngoài trước mà nó chạy chạy dài ra ngoài sau luôn. Và chỗ này nó hàng này cả nhà thấy không? Bởi vì tại sao mà nói những con xe Đức á, đây, như cái con Mẹt này cả nhà thấy không? Những cái mối hàng của nó và cái cấu tạo của cây sườn cực kỳ chắc chắn luôn. Nếu mà con xe này nó không phải là xe nhún nhảy mà là xe bình thường, nó hàng cả nhà thấy nè, đó, nó hàng bít là hết á, thì nó còn cỡ nào. Ở đây là nguyên một cái miếng nhôm lớn luôn, nó làm cái sườn chỗ này hết cả nhà. Đây, một miếng nhôm bự luôn đó. Đó, con này thì bóng này cũng là bóng halogen nữa nè cả nhà. Và mình có nói đó, thường nữa thì những con xe thì cái dynamo của nó sẽ nằm cặp hai bên kiếm trước. Còn cái điều đặc biệt của cái con Mercedes đó, thì cái dynamo của nó nằm ở dưới cả nhà, nó giấu vào trong cái bánh sau ở dưới cái sườn đó. Đồ đạc thì cái con Richard Muller này á, thì nó cũng gần tương tự như là mới luôn rồi. Đây cả nhà thấy là cái tay này. À, cái tay rất là đẹp. Chỉ là vấn đề thời gian thôi, nhưng mà nó còn như thế này thì cả nhà biết rồi, cái đồ bảo quản của người ta như thế nào. Ví dụ như người ta không bảo quản đi chăng nữa, nhưng mà người ta để ở trong nhà thôi cả nhà, mà ta không đi thì nó cũng còn rất đẹp ha. Đây cả nhà thấy này, ốc tán đồ này kia là chưa tháo chưa gì hết ha. Và con xe này á, ghi thông bông tăng của nó cũng là dạng gật gù. Và mình nghĩ á, nếu mà cả nhà không thích xài cái tay này đúng không, mà mình muốn thay bằng cái tay ghi lông cánh bướm này nè, tìm mình mua thêm một cái ghi lông cánh bướm thay vào thì con xe này cực ngầu luôn nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy đi. Đó, con này thì tay giật á, tay này thì dễ đi hơn. Thì khách nào mà muốn chơi độ mua cái ghi lông cánh bướm giống như con Mercedes bên đây nè, thay vô là cực kỳ đẹp luôn. Ở ngoài trước này thì nó sẽ có hai con ốc để chúng ta có thể bắt được cái rổ hoặc là gọng bình nước vậy đó, tùy mình. Ở dưới đây nó cũng có một con ốc xe cua nữa nè, và ở đây cũng vậy nữa nè. Cái này thì có thể lắp cái sàn nước trước đó cả nhà, để lắp rổ rồi, rất là đẹp ha. Nó đã có ốc ác đồ sẵn cho mình hết rồi, chỉ cần mua đồ gắn vô thôi. Đây, đùm con này thì sử dụng của Shimano Delrey. Đây cả nhà thấy là cái dè trắng bùn cực kỳ chất lượng luôn, bằng mủ nha chứ không phải là bằng nhôm đâu, bằng mủ. Ngoài thì nó cũng hơi nâu 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 lên đó cả nhà. Cái này cũng vậy ha, con mạc cũng vậy, cũng sử dụng bằng mủ luôn. Đó, hai con xe cực đỉnh. Nếu mà nhà của khách nào mà có một cặp ha, mua hai vợ chồng chạy cũng được nữa nè, hai ông bà ha, chạy rất là đẹp và rất là hiếm có khi mà được hai con xe như thế này mà ở chung một chỗ cả nhà. Vì con Richard Muller này mình theo mình tìm hiểu thì nó rất là ít, nó cực kỳ ít luôn. Và nó có thêm cái dòng xe điện giống như mình nói nãy ha. Đó. Và độ đẹp thì không có gì phải bàn cãi hay cả nhà. Đó. Trong quá trình bảo quản và vận chuyển đồ này kia thì nói chung nó cũng phải có chảy xước, nhưng mà chút ít thôi. Xét về tổng thể một con xe thì mình không thể nào mà lấy những cái vết chảy xước đó ra để làm cái vấn đề để bàn cãi về một con xe đã có trên 30 năm hết cả nhà. Tại vì ngay kể cả bản thân mình cũng phải đứt tay đứt chân, đừng nói chi tới xe cộ hay cả nhà. Như vậy nó đã rất đẹp rồi. Còn người nào mà thích hoàn hảo quá thì mình nghĩ thì nên chơi những con xe mới đi, mới 100%. Mà chưa chắc con xe mới 100% khi mà tháo hộp ra mình ráp lên thì nó cũng phải có chạy xước đâu này kia thôi cả nhà. Kỹ quá cũng không được đâu, vì cuộc sống của mình nó có nhiều thứ để mình lo lắm. Còn cái này chỉ là vật chất thôi. Tuy là hàng siêu tầm nhưng mà nó cũng phải có một chút ít gì đó nó sẽ sai ha, không thể nào mà đúng hết được ha cả nhà. Đó. Rồi một cặp xe Đức ha cả nhà. Đó, hôm nay mình cũng mở mang tầm mắt được được hai chiếc xe này đó cả nhà. Rất là đẹp ha. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh và ủng hộ cho Phúc Trương. Thì
Chúc cả nhà một cái ngày chủ nhật thật là ý nghĩa ha, bên gia đình. Cảm ơn cả nhà.